Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Hi, xin chào các bạn, tôi là Cà Rê. Xin chào. Ngày hôm nay thì nhà mình sẽ tiến hành công việc là rải vôi xuống dưới hồ mọi người. Đấy, mấy hôm thì mình cũng đã mua cái vôi đây rồi này, nhưng mà kiểu như là phải chờ để mà hụt nước lên đó mọi người. Bữa hôm là nước nó lên rất là cao nên là mình phải hụt mất 2 ngày đấy. 2 ngày bây giờ nó mới cạn như thế này này, nên bây giờ mới tiến hành rải vôi được. Dạ, vô đi dispensa là dạ, dispensa. Chef, esse cali aqui é para fazer o como? Isso no água tem aquele azelo. Água vai vir aquele chama que? Aquele chama tipo nome do ciência é coisa, é pH. Assim, pH. Tipo assim, você vê aí, não tem, vem aquele com amarelo? Amarelo, laranja aí, no terra, não tá aí no canto. Viu? Ah, isso para dar ele não tem mais. Não tem mais para água não azedo. Azedo. Ah, ok. Tá vendo? E também. Também aqui, no lodo assim, né? Você mete isso depois, aquele vem com muito bicho aqui, aquele bicho pode que dá peixe ele comer, tá vendo? Comer. Isso também fazer bom lodo, nesse lodo assim, bom, tá vendo? E vai se assim ou vai se misturar com lodo? Não, isso não mistura com lodo. Só assim, depois você fazer assim. Eu vou assinar primeiro. É. Aqui você nunca fazer assim? Você? Nada. Mesmo isso também pode que? Pode meter lá no onde nosso planta couve. Ok. Tá vendo? Meter para bicho no. Aqui. Sal. Hã? Sal. 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 Outro tira aquele, já? Outro tira. Assim meter cali na mubanga, sal. Ano. Sau ăn, sau mò rêu cho ăn cái kia. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn ấy là rải vôi mọi người. Ở bên này thì các bạn ấy là không biết sử dụng cái này đâu. Một số cái chỗ thì kiểu như là họ có được hướng dẫn hay được tập huấn thì họ biết. Chứ còn những bạn như thế này là ở trong làng, trong đô ra ấy, thì không biết được là cái công dụng của vôi làm cái gì đâu. Như hôm trước mình có hỏi thì chỉ biết là vôi kiểu như là sơn cái cây cái đồ cho nó đẹp ấy, cho nó màu trắng cho nó đẹp, chứ không biết là để mà có cái công dụng mà là khử phèn rồi thì tạo vi sinh vật ở dưới chỗ bùn lây cả kiểu á mọi người. Isso também vou fazer meter lá junto com isso, né? Ele vai ficar tipo adobo para fazer bem adobo. Tá vendo? Ele seca. Ela, Não, isso chama aquele. Você tem o coisa, né? Tem uma pau assim, ou uma folha, né? Exato. Quando meter aí, ele vai destruir. É. Por que ele destrói? Okay. Ele destrói porque ele tem pouco aquele. Chama bicho, é. Bicho, ele pode fazer estragar aquele. Entendi lá. Vai entender depois. Ele tipo, aqui nesse pau, meter aqui, ele depois desse pau pode cair sozinho, né? Caiu. Você quer matar ou quer meter, caiu. Lá, você vê aí no cidade, né? Ele mete, pintar aqui, né? Sim. Pintar assim, para bicho, nessa bicho, tudo, coisa, não entrar, entendeu? Formiga, bicho. Tá nesse caldão, você pode pintar na parede. Sim, tá vendo? Na cidade tem. caiu pau. Aí, vem aqui. Ei. Tá vendo? Isso, usar assim, né? Bater assim. Já? Yeah? Okay. Fazer assim. Entendeu? Sim. Mesmo lá em cima aqui, tá bem. Lá embaixo também. Você anda assim, vai assim.
Vira, ponta a ponta, já? Sim. Usar isso, não usar mal isso, ele vai ferver. Yeah, tudo mesmo. Depois, já acabar lá, voltar assim, já? Tá bem. Yeah, voltar assim. Meter tudo. Bây giờ các bạn mới biết là cái cách để mà sử dụng cái vôi để tạo vi sinh vật với cả khử đồ phen đồ chúa của đất cho mọi người. Dạ, você pode ir, vai buscar outro. Cara, acabou de ir lá, começar lá. Dạ. Meter tudo, viu? Sim, sim. E agora, por exemplo, o cali. O cali que tem, tipo, é químico. Cali, assim com bicho, com peixe, te vendo aqui, vamos criar peixe, não fazer mal? Não, não faz mal. Isso, nosso mete assim, né? Com o tempo, ele tudo entra no lodo, entra na terra, né? Okay. Mistura com água, né? Vai, não foi mal. Não foi mal. Agora nós que às vezes a gente vai ficar aqui querer banhar. Não mais banhar? Banhar? É. Banhar à vontade, não tem problema. Mas nesse tempo, quando deixar ele para subir bem ainda, né? Água subir bem, para não banhar, para ficar. Deixar tempo, ele tem água entrar, tem água sair. Né? Quando você banhar, ele não fica sujo, entendeu? Na tua, tudo lá, já? Sim, tudo lá. Pode meter mais lá em cima, já? Carrega. Já, já. Quem? O caminhão já não está mais estragado. Você não fala isso, depois estragar dá muito trabalho, meu. Cái ông này ông muốn cười thật đấy, xe mình đang yên ổn thì ông lại hỏi chưa ra phát gì kì porque agora fica muito alegre, então falando assim, esse caminhão já tá, já não tá estragar mais, porque todo dia sempre eu vejo sempre triste. Yeah, caminhão estragar é triste, não trata. Você, quando o coso assim estragar, você fica alegre? Não. Por exemplo, eu ficar alegre porque o chefe já não tá nem me levar para me aprender mecânica. Não, aprender depois, quando tem coso, eu vou assinar tudo. Eu também quero assinar vosso, tudo coso. Não só plantar, tá vendo? Não sou plantar, não sou criar animal, não. Também coisa. Tem também construção, soldar, fazer porta, tá vendo? Arranjar carro, mecânico. Né? Quero assinar tudo. Mạch nước nó ra khá là nhiều mọi người. Nên là cái hồ này nó cũng nhanh đầy á. Agora, chef. Peixe vamos ir comprando. Pode ser dondo. Dondo. Ah. Dondo, vamos. Que lá já tem um sítio para onde vamos, dá para comprar um peixe vivo. Já. Tem. Vou procurar aí no Fanda. Dondo boi. Ok. Agora, chef, tipo, a ração dele é muito caro. Ração nosso tem, nosso usar coisa aqui, nosso fazenda, não preciso comprar. Ração de peixe aqui tem, nós aqui nossa fazenda tem qual? Você pode fazer com coisa, com milho. Olha. Milho, banana, também pode, que é aquele, bananeira. Sim, pode, ele come isso. Não sei. Não sabe? Não sei. Agora tá sabendo já. Já. Yeah. Chegar em casa, daí vamos fazer nosso, é? Todo o que é milho, vamos pisar, vamos começar a dar
Ah, ele come. Então, ele não vai, nós vamos fazer meter ração para eles ficar viver bem mesmo aqui. Bebo aquele folhado coisa do aquele chama quizaca, né? Sim, quizaca ele também come. Quizaca, capim, alguma capim também come. Được nó ra ngay chỗ này này, là nó cũng bị phèn nhiều á mọi người, nên là ở cái khu vực này nó là rất là vàng này. Đấy. Vậy về này, về NATO, về isu, 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 laranja, isu. Sim. Tá bem? Ele sai. Já com isso ele fica coso. Mistura assim ele fica bom. Bom Ok. a água. Tá bem? Água não fica mais azedo. Vậy là ngày hôm nay là cũng xong xuôi cái phần rải vôi ở đây rồi mọi người ạ. Đây, còn một ít nước nữa thì cố gắng hút cho sạch nước ấy để rải lên là xong. Đáng lý ra thì hút cạn nước xong rồi phơi khô đáy như thế này rồi rải vôi thì nó chất lượng hơn, nhưng mà kiểu như mạch nước nó lên nhiều quá mọi người thì mình cũng cứ rải như thế này rồi vôi nó lắng xuống bùn thì chắc là cũng được thôi. Acabou? Mete já aqui. Outro leva a bomba lá em cima, já? Já, capaz de. Leva a bomba lá em cima. Nato acabar já aqui. Xong xuôi cái phần rải vôi thì bây giờ mình sẽ đi chặt một số cái chuối mình thả xuống mình ngâm dưới này xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng có một số quý vị khán giả cũng có làm nghề nuôi cá nuôi đồ thì sẽ có kinh nghiệm ấy. Nên là mình nghĩ là chặt chuối thả ngâm xuống dưới này cũng là ok, nếu mà nó không hút được phèn hay là như thế nào thì nó cũng có thể tạo bùn tạo vi sinh vật cho nước ấy. À cá bố à kia là lan đập đập bố su bì cá đấy cái và một cô ta bán nản này á bán nản này là đập bố xin cụ yeah. Cinco, depois você meter lá, você cortar, depois dividir pequeno. Cortar no meio, metade, botar aqui embaixo. Já? Ana Libuba. Quem? Libuba. Isso. É. Calão. Já. Libuba. Libuba. Aí. É. Apre. Ý leva tudo coso lá em cima, já? Thả xuống hết dưới này là một bao vôi luôn mọi người. Một bao vôi ở bên này thì có giá là 20.000. Đấy, nên là nhiều khi thì có một số người là vẫn biết cái công dụng của vôi nhưng mà đắt quá ấy, thì họ cũng không mua ấy. Ok. Vamos começar já a cortar, né? Dạ, vai cortar. O Nato leva tudo coso lá em cima. Tá bem. Vê se tem calço rija. Também coso. Cortar já, depois levar a bananeira, vem. Já? Agora, tem uma parte que eu ainda não entendi bem. Hã? Se tem banana rija para nós cortar, também podemos já tirar, né? Ah, tem calço rija. Ok. Cortar já. Yeah. Agora a bananeira chegar, trazer aqui depois, cortar metade, 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 meter no meio. Meio meter
Cada lado se mete poco, ya. Đấy. Ồ, bây giờ là tăng số ai. Mình vừa mới cho các bạn ấy là tiến hành cái công việc là chặt chuối ngâm xuống dưới cái hồ này đấy, ngâm như thế này. Bây giờ là mình chỉ sợ là cái ở phía chuối này nó nổi lên đấy mọi người đấy, nhất là mấy cái cây nguyên này này, những cái cây ở phía trên cao cao này thì mình đã cho chẻ đôi rồi. Chẻ đôi như thế này thì nó ngấm thì khả năng là nó không có nổi lên, nhưng mà ba cái cây to ở dưới này thì chắc là phải ghim thôi, phải ghim bằng cấy vào ấy, ghim bằng cọc vào chứ không là nó nổi nổi mất. Sopica che le tre, sega. L'enzima a sue nauta subì. À. Ở trên này thì mình cắt từng khúc nhỏ ấy. Mình bỏ đâu kia, xung quanh đấy. Dưới này thì mình bỏ ba cây này. Sau khi mà thả vôi xuống ấy thì cái nước này rất là trong luôn này. Mặc dù nãy giờ là nhà mình đi lại nó quấy bùn quấy đục rồi mà những kiểu bùn nó lắng xuống ấy nó trong luôn. Đôi xe cả, đôi xe cả. Ê, mày entra mày. Dạ. Nó tên đi đây tụ. Ồ. À. Fazenda thì tên bue. Moreo Sí, todo. Por eso, para cuando cojo mata bisu, ¿tá ve? Mata bisu. Mata bisu a cinco, bon. Agora sim, tipo, essa por morrer da minha caranguejo assim não consegui ficar lá. Pode ser. O sapo morreu por causa de pele dele. A pele dele assim, ele quando cale junto à água, ele ferve, tá vendo? Ferve, por isso pele ele também coisa. Você não quando mete cale junto pele nosso também vê? Senti? Đạo lý này mình ghim mấy cái chuối này trước ấy, xong rồi mình rải vôi thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà mình lại đi rải vôi trước ấy. Anh ơi. Usa bien, ¿no? Todo cosa paura por el valle encima, ¿ya? No mete más bisula, ¿ya? Non mette lì sulla. Esso banana nera, né? Ele também puxa aquele água azedo. Ele também faz bom água. Tipo, a água ou terra tem aquele líquido não tá bom, né? Isso, bananeira, ele também pode fazer ele ficar limpo. Fica todo, sai. Sai que é limpo. Não é tudo todo, não. É. Também não tá mal, Sim, sai. Também pode. E bom. Yeah. Vamos lá. Vamos. Mình ghim ba cái cây chuối to kia thôi. Còn những cái nhỏ nhỏ như thế này mình không ghim. Bây giờ là sẽ ngâm khoảng tầm độ một tuần đi đấy cho nước nó trong rồi, thì nếu mà cần thiết thì mình sẽ vừa xuống mình vớt chuối lên này. Không thì để như thế cũng được. Nếu mà nó kiểu gì thì nó cũng gọi là phân hủy ở dưới đấy. Để dưới đây luôn. Cả leva tudo coso lá dentro já. Na tu leva já. Hoje já mandar ele fazer aquele lá em cima. Pegando.
Nós temos que fazer o trabalho da capina. É. Para ver se o que é que vamos. Esperando o boss para ver se o que é que vamos fazer lá, vamos cavar. Ou uma das coisas. Porque a capina já daqui a uns dias, mais 2 dias ao máximo, termina já se capinar, como é que vamos fazer? Já primeiro capinar ainda, tá vendo? Deixar assim para capinha ele seca, tá vendo? Já. Depois, quando terminar lá, quando terminar aquele lado, você pode vai outro lado, tá vendo? Okay. Explosamos lá em cima, tá vendo? Aqui essa parte. Sáng nay thì Careca cũng cho một số anh em phạt cỏ ở cái khu vực tiến đôi ấy. Cái đợt trước nhà mình trồng ngô nếp với cả các cái loài đậu ở phía tiến đấy ấy. Bây giờ là tiến hành là phạt cỏ ở tiến đấy, với cả là đợt này là chuẩn bị là phải phạt cỏ này, làm đất làm đồ để mà chờ mưa xuống cái là tiến hành gieo trồng á mọi người. Để mình đi lên trên kia xem thử gọi là mấy anh em khác cái làm được như thế nào ở trên đấy đấy. Cái khu vực ở phía trên này là năm ngoái mình đã cho trồng ngô mọi người. Trồng ngô ở chỗ này, ngô Angola với cả là ngô Việt Nam này. Ở đây là trồng ngô Việt Nam này. Rồi đậu xanh này, rồi ở phía bên kia thì có trồng cả đậu của Angola ấy. Đấy, ở khu vực đấy. Thì bây giờ là Careca cũng đã cho tiến hành là làm cỏ ấy. Đất ở trên này thì được một cái vụ đầu tiên ấy là khi đấy là mình mới bắt đầu khai hoang thì cái đất nó rất là tốt. Nhưng mà những cái vụ sau mình trồng ngô nếp ấy thì nó lên không được tốt nữa. Ở trên này thì cả bạn làm cũng gần xong rồi này. Chiquito. Hola, chama ngoya, como es chiquito? Todo bien, né? Đây là sát với cái biên giới của tường nhà công ty của người Angola bên này đây này. Hola. Ok. Hả? Careca não assim na. Ai. Ele muito tempo aqui, já tá meses, não tá conseguindo aprender. Já 1 mês não sabe cumprimentar. Já me esqueci. Esqueci que o você estava a falar que pode também cumprimentar língua portuguesa. Agora fala na Sim, tchau, caban, toy lá. É complicado, não tá aguentando. Complicado como? Outro consegui aprender, você também consegui. Tá vendo? Você só não quer aprender, só aprender é fácil. Eu vou lutar já, vai lutar. Eu vou lutar já para aprender. Ở cái phần dưới này là cái khu vực mặt trường đôi này mọi người. Đôi là cà bàn, xà tăng. Đôi là cà bàn, xà tăng. Xin chào. Xin chào, xin chào, hola. Tipo, né? Sim, tchau, tipo, ao mesmo tempo falar bom dia, boa tarde, boa noite. Tá entendendo? Como são, já tá tarde, você não falar boa tarde, fulano e tal, não. Fala só já, sim, tchau, também todo o pessoal que entende a língua vietnamita já vai saber que você saudou boa tarde. Sim, tchau. Tô lá, caban. Tô lá, caban. Sim, tchau, caban. Sim, tchau, caban. Boa tarde a todos. Eu, toi. Eu. Toi, né? Eu, lá, sou, eu sou, Satã. Xin tôi lá, Satã. Thôi cũng được, được. Aprender devagar, devagar. Cái khu vực này thì năm ngoái mình cũng có trồng bắp ở đây này. Nhưng mà cái đợt đấy là cái bắp nó vào vụ hết mưa ấy mọi người. Thì nó cũng không được tốt cho lắm. Đấy. Ở phía trên đôi này thì thực ra mà nói là đất nó cằn cỗi lắm, toàn sỏi với đá thôi. Nên là trong cái cây gì ở trên này nó cũng khó lên lắm. Ở trên cái khu vực đất đôi này có lẽ là trong những cái cây công nghiệp thì nó có hiệu quả hơn nhiều. Tại vì đất ở trên này khá là xấu á mọi người. Đợt sau thì mình sẽ đi tìm những cái giống cây ăn quả trong vào chỗ này xem nó như thế nào. Eu pensava aqui lá em cima plantar frusta. Tá bom. Agora para plantar coisa assim, produto de tipo milho, feijão, tudo coisa assim, ele tá bom. Era assim. Duro. Era duro, muito pedra. É, né? Mas
Sau một mùa mưa là toàn sỏi không mọi người này. Đấy, sỏi này. Toàn là sỏi không ấy. Bote limão, laranja, tangerina, né? Goiaba. Goiaba também tipo nosso, não, aqui goiaba não é bom. Goiaba agora não conta. Um todo. Pequeno depois muito bago. Não tem coisa. É? Tá bom. Não é? Já. Lá embaixo também capinar tudo, né? Aí lá embaixo, fazer já, né? Essa parte mesmo, também essa parte aqui do mamoeiro. Pode ficar limpo. Isso pode limpo. Ficar já ali. Tá bom. Cái giống rau xà lách nha, mình ở bên này là bây giờ chắc là phải thu này, hoa bây giờ nở hết rồi ấy. Nên là có lẽ là phải thu thôi. Ôi, apri tu đuôi. Dạ. Ôi, nở tuyết lẹt rồi. Đấy này, như thế này là nở hết rồi này. Ô, assim é manda cortar, manda a pessoa cortar já. Nós, já? Porque eu pensava aqui, né? Aqui não há muito semente. Eu pensava todo o colega, tipo, nós fazer, te colher, não cortar ainda, nós começar a colher. Não, isso, tá vendo? Isso assim também pode ficar assim, para que ele seca, ele também pode. Já pode tudo assim. Já, já pode. Okay. Já? Tá. Manda a pessoa cortar já. Okay. Já. Colega, vem aqui, nos corta. Olá, Chincha Caban, estou lá, Manuel. Olá, Chincha Caban, estou lá, quem? Você já tá ali, Chincha Caban. Ele gosta de Caban. Já, colega, vamos fazer o seguinte. Essa semente aqui já tá, já dá para a gente poder tirar para a gente fazer a plantação, porque vocês sabem que... Agora a semente está caro, lata. Então fizemos todo por um pouco, até que crescesse, desse semente para que a gente não compra mais. Então vamos começar já a cortar. Nato e o Manuel, começa já aqui. Papá, quem vê? Sim. Veja ali. Primeiro veja o pau que já deu bem, já? Porque aí flores já se desfizeram, já? Claro que já. Já sei que corta. Aqueles que ainda não deram, pode ir deixando a semente daqui. Por exemplo, assim vê. Essa você ainda não lhe corta? Ele, isso, uma, aqui lado, ele já está, tipo, já está coso, tá vendo? Já está... Amarelo. Não, amarelo não. Ele já não tem amarelo. Fica, já está risa, tá vendo? Está assim. Tá quase caiu assim. Sim. Ixi, sim. Caiu assim na borda, já? Tá bem, Eu acho que cortar já tudo. Não fica mais, cortar já tudo, já? E outro também tem que tirar a lona, depois levar lá metendo lá no lona. Agora, como é que fica essa semente aqui? Temos que arranjar mais um espaço para que a gente poder meter lá o quê? Essas plantas. Eu não sabe o quê? Esqueci. Brizela, cafau. Cafau? Oh, Dunroia. Dunroia. Ah, não aprender nada. Aprender, já? Isso depois, antigo lá, o cafau antigo lá, você pode arrancar, já? Arrancar e tirar tudo. Ok, depois vai meter lá isso. Sim, tirar, fazer terra ainda, depois ou vai como tá ainda, já? Já, tá fixe. Cái giống rau xà lách nha, mình thì tháo hô luôn. Đấy, mình bật trước là có để tâm một luống luôn á mọi người, một luống để lắp giống ấy. Năm nay thì tháo hồ giống để mà trồng. Cimento muito, agora não pensa mais nada. Agora estamos bom. Você vê aquele lata, uma saco assim, tá vendo? Luanda ele vende quanto? Não. 1500, assim, pequeno, só pouco. Vale muito. Ok, cacau. Chama cacau. Cacau. Corta tudo, já? Outro levar lá dentro, já? Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.